Ngày 10 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Minh Trí, 50 tuổi, trú xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, về tội giết người. Theo cáo trạng, trong thời gian chung sống, giữa Trí và vợ 42 tuổi thường xảy ra mâu thuẫn do Trí nghi ngờ vợ ngoại tình. Khoảng 7 năm trước, Trí được gia đình đưa đến Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam khám, chẩn đoán Trí bị tâm thần phân liệt. Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2022, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Trí cầm dao đâm liên tiếp 4 nhát vào vùng ngực, mặt vợ, 2 nhát vào lưng. Nạn nhân kêu cứu và được người dân đưa đến bệnh viện. Trung tâm Pháp y tỉnh xác định nạn nhân bị thương tích tỷ lệ 14%. Theo hội đồng xét xử, hành vi của Trí cầm dao đâm nhiều nhát vào vùng trọng yếu của vợ mình, đủ yếu tố cấu thành tội giết người và tuyên án 7 năm tù. Ông Đào Tấn Hữu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, xác nhận vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5, ở xã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một phụ nữ tử vong. Vào thời điểm trên, các công nhân đang thi công phần dầm sắt tại công trình cầu dân sinh bắc qua kênh Chính Bắc thuộc km 7 quốc lộ 25, đoạn qua xã Hòa Thắng. Bất ngờ một mảng đất trên bờ kênh sụt xuống, khiến một phụ nữ bị vùi lấp. Các công nhân khác đã nhanh chóng dùng máy móc để giải cứu nạn nhân và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Theo ông Đào Tấn Hữu, dự án cầu dân sinh bắc qua kênh Chính Bắc thuộc km 7 quốc lộ 25 do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Hòa làm chủ đầu tư. Công trình vừa được thi công được khoảng 15 ngày. Ngày 10 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa điều tra vụ án mạng con đâm mẹ ruột tử vong sau khi xin tiền bất thành xảy ra tại phường Quang Vinh. Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5, Nguyễn Thanh Quý, ngụ phường Quang Vinh, hỏi xin tiền mẹ ruột nhưng bà không cho. Bất ngờ Quý lấy dao đâm vào vai, ngực bà, gây thương tích nặng. Nạn nhân vùng chạy ra ngoài đường kêu cứu, nhưng do bị nhiều vết đâm dẫn đến mất máu nhiều nên tử vong ngay sau đó. Nhận tin, lực lượng công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Quý để điều tra. Một số người dân sống xung quanh cho biết Quý từng vào bệnh viện mua thuốc điều trị bệnh động kinh. Sáng ngày 10 tháng 5, thông tin từ Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang, Tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm tại các địa bàn phức tạp, cho hay trong quá trình tuần tra ở xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, đã phát hiện ngăn chặn kịp thời 10 đối tượng xăm trổ nghiện ma túy, mang nhiều hung khí nguy hiểm đi giải quyết mâu thuẫn. Cụ thể, khi tuần tra trên tuyến đường Nam Bắc đảo Phú Quốc, đến đoạn qua ấp Đường Bào, xã Dương Tơ thì phát hiện 10 đối tượng đang tụ tập có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra và phát hiện các đối tượng mang theo nhiều hung khí tự chế nguy hiểm. Các đối tượng khai nhận mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn. Kết quả test nhanh có 5 trên 10 người dương tính với ma túy. Sáng ngày 10 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử Hồ Ngọc Tài, sinh năm 1989, Nguyễn Quốc Dũng, sinh năm 1981, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1993, cựu cán bộ Công an phường 5 quận 5, cùng 13 bị cáo khác về tội cướp tài sản. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày. Theo cáo trạng, từ kinh doanh tiền điện tử, nên Tài và Trần Ngọc Hoàng, sinh năm 1983, có quen biết ông N, sinh năm 1988, ngụ quận 2 cũ, nay là thành phố Thủ Đức. Năm 2018, Tài nghe ông N tư vấn nên bán khoảng 1.000 Bitcoin, khoảng 100 tỷ đồng, để mua các loại tiền ảo mới ở sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và bị thua lỗ hết. Cho rằng mình bị lừa, Tài rủ Hoàng cùng tìm, bắt ông N phải trả lại số tiền điện tử trên. Tài thuê nhiều người tìm nơi ở của ông N và mua súng bắn đạn bi, một số hung khí khác. Đầu tháng 5 năm 2020, nhóm Tài phát hiện và gắn định vị vào ô tô của ông N để theo dõi, rồi lên kế hoạch dàn cảnh va chạm giao thông để tìm cách cướp tài sản. Sau đó, nhóm Tài nắm được hành trình di chuyển của ông N từ Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng về thành phố Hồ Chí Minh, nên bày binh tại đường Đồng Văn Cống chờ ra tay. Nhóm lên kế hoạch khi gây án đeo khẩu trang và phải bắt trói, bịt mắt ông N và dùng súng bắn đạn bi, ống kim chứa mực đỏ giả máu nhiễm HIV, đe dọa buộc ông N cung cấp mật khẩu để truy cập cướp Bitcoin trong ví điện tử của nạn nhân. Khoảng 12 giờ 15 phút ngày 17 tháng 5,
Nhóm phát hiện xe ông N nên lái xe đuổi theo và thực hiện theo kế hoạch đã bàn trước đó. Sau đó, nhóm Tài bán số Bitcoin đã cướp được của ông N được 18,88 tỷ đồng chia nhau tiêu xài. Trong vụ án này có Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn, khi đó là cán bộ công an đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh tham gia. Sau khi vụ việc được Bộ Công an điều tra truy xét, bắt giữ thì cả hai bị tước danh hiệu Công an Nhân dân. Trong vụ án này, Dũng tư vấn chỉ đạo các đối tượng dàn cảnh khống chế nạn nhân, rồi đe dọa và hưởng hơn 400 triệu đồng. Tuấn thì giúp sức. Ngày 10 tháng 5, Tổ kiểm tra liên ngành hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã vào cuộc kiểm tra, xử lý thông tin trên mạng xã hội Facebook, kêu gọi cộng đồng tẩy chay một quán ăn nằm trên đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn vì bán ốc thối, khiến đoàn khách du lịch bị đau bụng. Trước đó, ngày 8 tháng 5, một tài khoản Facebook đã đăng tải dòng trạng thái có nội dung về một đoàn khách du lịch đi ăn đêm tại một quán ốc ở thành phố Quy Nhơn, do ăn nhầm ốc thối khiến cả đoàn đau bụng. Tài khoản trên cũng phản ánh về giá cả của quán khá cao so với số lượng, chất lượng ốc, đồng thời cho rằng lỗi tại các cò xe điện du lịch đã đưa đến quán ốc. Tài khoản đăng kèm hình ảnh quán ốc, hóa đơn tính tiền của đoàn với tổng cộng 74 dĩa ốc, 13 lon bia Tiger, nước ngọt, nước suối, tổng tiền 4 triệu 671 ngàn đồng. Đoàn du khách khoảng 30 người lớn và trẻ em đến quán ăn tối ngày 7 tháng 5. Kết quả kiểm tra của tổ liên ngành chưa phát hiện vi phạm ở quán ăn bị người dân phản ánh. Tại thời điểm kiểm tra, tất cả ốc ở quán này đều công khai niêm yết có bảng giá đúng quy định. Đại diện tổ kiểm tra liên ngành thông tin, tổ sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn để có chỉ đạo đến các đơn vị chức năng, làm việc với chủ tài khoản, các du khách để xử lý dứt điểm vụ việc. Ngày 10 tháng 5, Thiếu tá Trần Văn Thanh, đội trưởng đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, đội đang tham mưu đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, khen thưởng, động viên và nhân rộng tấm gương dũng cảm của anh Lê Văn Hội, cứu 4 người bị đuối nước. Trước đó vào chiều ngày 3 tháng 5, gia đình chị Lê Thị Hương, 41 tuổi, trú Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang, Quảng Nam, tổ chức đi tắm suối Công Đoàn, xã Mà Coi, huyện Đông Giang. Trong lúc tắm, người con trai 5 tuổi của chị bị trượt chân xuống vùng nước sâu. Người dì ruột của chị Hương với tay kéo cháu bé nhưng bị trượt chân ngã. Chị Hương liền lao tới nhưng cũng bị đuối nước. Tiếp tục chồng chị Hương đến ứng cứu, nhưng do không biết bơi nên cũng bị cuốn vào dòng nước xoáy. Lúc đó anh Lê Văn Hội, 35 tuổi, trú Hà Ra, Thạnh Mỹ đang đứng trên bờ liền nhảy xuống suối. Anh Hội lặn người, tìm thế đẩy 3 người bị đuối nước vào bờ trước và tiếp đó cứu chị Hương. Chiều ngày 9 tháng 5, gia đình chị Hương cũng đã đến gặp gỡ và cảm ơn vợ chồng anh Lê Văn Hội. Cùng với đó, chị Hương viết lá thư cảm ơn hành động dũng cảm của anh Lê Văn Hội và gửi đến đội xây dựng phong trào Công an huyện Nam Giang.